không nhỉ? Ừ, chắc là đang đi đường thôi. Thôi mình ngồi đợi vậy. Trời, ăn anh rồi, lại chơi tiếp. Chắc cái trò này đã thật đấy, mà không thấy chán. Lâu thế nhở? Em sao thế? Chắc do sáng em chưa ăn thì giờ đang tụt hết áp ấy ạ. Em quá. À, đây, có cái kẹo mút này, chắc là em ăn vào sẽ đỡ hơn đấy. Dạ, dạ, vâng, em xin ạ. What the hell? Ơ cái thằng này, em đi đâu mà anh tìm mãi ấy? Mà em bị làm sao đây? Em vừa ăn cái kẹo của chị này giờ thấy đau bụng quá anh ạ. Nói này, cô làm gì em tôi đấy? Tôi có biết cái gì đâu vậy? Chắc chắn trong kẹo nope. Chắc chắn trong kẹo có vấn đề. Giờ cô bồi thường cho em tôi đây. Nó ăn kẹo của cô bây giờ bị đau dạ dày thế này. Cô phải chịu trách nhiệm cho tôi ấy. Bồi thường ấy. Bồi thường 10 triệu hả? Nhanh lên, không tôi gọi hội của tôi ra đấy. Cô không trốn được đâu. Nhưng mà tôi có biết cái gì đâu. Tại em bảo tôi huyết áp với tôi cho em ăn cái kẹo thôi. Kẹo này sáng nay tôi vừa ăn có làm sao đâu. À, không bồi thường gì. Đi đấy. Call ambulance. Bỏ ra. Cái con này, mày từ đâu ra đây đây? Biết lo chuyện bao đồng không? Đây là bạn tôi. Các người thôi giả vờ giả vịt đi được rồi đấy. Hành động của các người tôi đã nhìn thấy hết rồi. Thứ nhất, nếu mà cậu bảo là bị đau dạ dày, tại sao lúc nào cũng ôm ở phần bên này? Phần bên phải này chính là phần của ruột thừa, không thể nào là đau dạ dày được. Đau dạ dày phải ở giữa này. Thứ hai, tôi đã thấy hai anh em cậu xíu tít ở đằng kia. Và trước khi bước đến đây, tên này bước rất nhanh. Không thể nào mà thu thiết áp được. Nãy giờ tôi đã chứng kiến hết sự việc rồi. Cuối cùng, cậu lo cho em cậu bị đau bụng, tại sao vẫn còn đứng ở đây và lại còn đòi bồi thường tiền? Tại sao không đưa đến bệnh viện hả? Trò của các người tôi đã chứng kiến từ đầu đến cuối rồi. Có mau biến đi không? Tôi gọi công an bây giờ. Biến. Đi. Ôi trời ơi, cậu siêu thật luôn đấy. Đúng là bạn tớ năm mùa ăn. Trời ơi, nãy mà không có cậu chắc tớ bị học rồi bắt đi rồi ấy. Tớ không biết tớ làm sao nữa. Xinh đẹp như cậu á, ra ngoài đường phải cẩn thận đấy, không là có bị chúng nó bắt nạt. Không sao, đi cùng tớ không bao giờ phải lo nhá. Thôi, bây giờ về nhà tớ đi. Đi. Đây, ngồi xuống đây. Ôi, cún cưng của tớ đấy. Nhìn lại thấy xưa mình thấy cún cưng là như thế luôn đấy. Không có lông luôn á. Bởi vì mùa hè nóng quá nên là cạo hết lông cho nó đấy. Thật thế hả? Trời, ngoan thế. Thật đấy. Nó đang đòi đi chơi rồi đây này. Đấy. Đấy, đi chơi luôn rồi. À, mà tôi thấy nãy cậu có cái gì cơ mà. Đây này, đây là pop it đấy. Cậu biết không? Pop it là cái gì? Pop it nha, không những giúp mình xả stress mà nó còn tống vào này của mình. Trời ơi, thú vị thế. Thế thôi. Thực ra là tớ cũng biết cái trò chơi này đấy. Ở Hoàng Cung tớ cũng có trò này đấy. Hả? Hoàng Cung cậu cũng có? Ừ, nhưng mà không giống thế này đâu. Ui, thật á? Chắc là đẹp lắm, cho tớ xem thử đi. Nhưng mà tớ chơi xong á, tớ vứt đi luôn rồi. Trời ơi, cậu đâu vậy? Sao lại vứt đi? Cái này chơi được nhiều lần mà. Nhưng mà của tớ không giống thế này. Của tớ là bác quản gia, tớ làm cho tớ đấy. Tớ chỉ chơi một lần thôi. Mà thích lắm. Thế hả? Tớ chưa bao giờ thấy loại pop it là như thế cả. Cho tớ xem đi. Ủa mày lấy rồi cho tớ chơi thử. Hay là tớ với cậu thử tự làm luôn nhá. Đấy, để tớ bảo bác quản gia tớ lấy nguyên liệu nhá. Ừ. Đây. Hả? Nguyên liệu rất là đơn giản luôn. Chỉ cần cái bóng bóp này. Xong rồi là một cái miếng bìa có màu với cả băng keo. Thế là chúng mình làm pop it rồi. Hả? Cùng làm nhá. Bước đầu tiên nhá, mình sẽ dán băng keo hai mặt vào. Đấy, cùng băng keo của tớ cũng hơi nát. Rồi, xong rồi bây giờ mình dán cái này vào. Lật qua đây.
sáng tiếp. Rồi, xong rồi, bây giờ tớ với cậu sẽ cùng nhau tô màu cho những cái miếng bong bóng này. Thật đấy hả? Ừ, tô đi. Đi. Much, much, much later. Cái màu kia tô xấu quá cậu ơi. Tớ quyết định là tớ sẽ chuyển sang loại màu này. Tô cho nó sắc nét. Đúng. Đây. Wow, hay quá. Này, cậu cho tớ thử làm đi. Đây, cậu làm đi. Tớ đang tô màu hồng đấy. Bây giờ tô xong cái này nhá, mình chỉ cần phơi một lúc, thế là mình có thể chơi được rồi. Sau khi phơi. Yeah, xong rồi cậu ơi. Đấy, để tớ chơi cậu màu xem nha. Màu sắc đẹp thật đấy. Đẹp chưa? Tớ làm thì có chuẩn chỉ thôi, ở này xem có pop được không nhá. Đấy, đấy. Úi, nghe vui tai không? Làm cũng nhanh mà lần sau nếu mà thích đấy. Nếu mà cậu thích á, tớ sẽ làm thật nhiều tặng cho cậu chơi dần. Wow. Thật luôn á, trời ơi, tốt quá. Tớ với cậu cùng chơi đi. Cái nhất rồi. Đúng, không phải ai cũng có như cậu đâu. Cậu sướng thật đấy. Cậu đã mời được chơi có ít rồi. Hay là về nhà tớ, khoe với cậu có ít của nhà tớ luôn. Thế cậu có biết à? Đi. Rồi, cậu thấy chưa? Nhiều không? Nhiều không? Ít không? Giới thiệu với cậu á, đây là bộ sưu tập pop ít của tớ đấy. Trời ơi, xịn quá. Nhiều màu sắc không? Nhiều loại đấy cậu. Giới thiệu với tớ với đi. Đây nhá, giới thiệu với cậu từng loại một luôn. Pop ít cầu vòng, hình vuông. Ôi, đẹp thế. Tớ sẽ thử cho cậu xem nhá. Tớ bấm với. Đấy, cậu thử bấm đi. Ôi, thích thật đấy. Thích không? Cảm giác xả stress đã mau luôn đi. Bấm nó tạch 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 tạch. Wow. Để thử bấm đi. Úi dồi. Úi dồi ôi. Đây nhá, loại tiếp theo đó chính là pop it màu galaxy, có hình lục giác nữa. Tớ thích màu này hơn cái màu vừa kia đấy. Đẹp không, đẹp không? Và mình rất huyền ảo. Cái này mềm hơn này, thích quá. Mình lật lại nữa nhá, đúng không? Mình lật lại chơi tiếp. Màu này màu lạ thế cậu. Cái này còn lạ hơn nếu mà cậu càng biết về nó nhá. Khả năng là phát sáng cơ. Trời ơi, đã chơi sướng rồi, còn phát sáng được nữa. Bao buổi tối đẹp lắm luôn ấy. Bây giờ không phải buổi tối. Đây là trời hình Batman. Kinh quá, không thích con rơi đâu. Đáng ghét. Còn đây là một hình con thỏ nhá. Xinh chưa? Thấy bấm vào cái này rất là chắc chắn luôn ý. Mà còn... chắc, nó chắc hơn cái mấy cái loại vừa lúc nãy. Ui, cái bên này có chắc nhờ cậu nhờ. Bây giờ tớ với cậu thi nhá. Thi một ngón thôi. Ai là được nhiều hơn? Bắt đầu. Một, hai, ba. Đây là hình bắt hình unicorn. Wow, màu xanh rất là lạ luôn. Xinh chưa? Mà còn loại này là loại gì? Tôi chưa nhìn thấy bao giờ mà chơi như thế nào đây? Đang giới thiệu với cậu đây. Chơi như thế nào đây? Đây đây, để tớ hướng dẫn cho. Đây là pop it nắm tay của tớ. Sẽ chơi như thế này này. Wow, tiếng thích quá. Tiếng thích luôn. Trời ơi. Chơi thử xem nào. Wow. Rồi tớ bóp cái này này. Úi. Ui. Bóp ngang luôn này. Tiếng rất là to hơn với các loại pop it này luôn đấy. À, cậu nhiều thế này hay là thỉnh thoảng có sang đây chơi với tớ. Đấy. Tớ ý tớ là cậu nhiều cái này hay là cho tớ xin một cái được không? Không. Tớ cho cậu hẳn
lần sau đến đây chơi tôi sẽ khoe với cậu tiếp. Thế à? Cảm ơn cậu nhá. Thôi chúng mình ra ngoài vườn chơi đi. Đi.